Hi friend, today I would like to share with you about the topic culture heritage. What is inseparable of culture heritage? Culture heritage can be tangible or intangible. Example, intangible culture heritage include traditional clothing, tools, building, artwork, monuments, and modes of transportation. Intangible cultural heritage refers to things that are not physical items but exist intellectually. What does cultural heritage mean? Cultural heritage is an expression of the way living developed by a community and passed on a generation to generation, including custom, practice, places, objects, artistic expression, and value. Cultural heritage is often expressed as either intangible or tangible cultural heritage. What are the types of cultural heritage? Cultural heritage can be distinguished into three types: built environment, built landscape, archaeological remain, natural environment, rural landscape, coast and shoreline, agricultural heritage and artifact, book and document, object, picture. How can we preserve our cultural heritage? Number one, prevent ourselves and others from thriving on the world. Number two, participating in the regular lineage drive. Number three, be part of adopt heritage initiative. Number four, spreading awareness about these monuments and their importance. Why do we need to preserve our cultural heritage? Culture and heritage reflect the same value, belief, and aspiration. Thereby define people's national identity. It is important to preserve our cultural heritage because it keeps our integrity as a people. How can understanding intangible cultural heritage? Intangible cultural heritage means the practice, representation, expression, knowledge, skill, as well as instrument, object, artifact, and cultural spaces associated therewith. The community, group, and in some cases, individual recognize aspects of their cultural heritage. Why do you need to safeguard intangible cultural heritage? Safeguarding intangible cultural heritage is about transferring knowledge, skill, and meaning. As indicated in the convention, only intangible cultural heritage that is recognized by community as there and that provide them with a sense of identity and continuity is to be safeguarded. What organization is tasked to safeguard intangible cultural heritage? UNESCO. The Convention of Safeguard of Intangible Cultural Heritage is a UNESCO treaty adopted by the UNESCO General Conference on 17 October 2003, the convention entered into the force 2006 after 13 instruments of ratification by UNESCO member states. What is tangible heritage? Tangible cultural heritage includes building and historic places, monuments, artifacts, etc., which are considered worthy of preservation for the future. They include objects significant to the archaeology, architecture, science, or technology of a specific culture. What are the types of heritage? There are numerous risks and dangers threatening the cultural heritage, such as war and political, ethnic and religious conflicts, looting, theft, illegal export and import, illicit trafficking of cultural property, deterioration, neglect, destruction of alteration to heritage, pollution, and disappearance. What is the significance of heritage? The retention and management of heritage places an important role to play in protecting the environment, creating vibrant community, and sustain local economy. Heritage places also contribute to the quality of life and cultural identity of our community. What is cultural heritage reservation? The concept of cultural heritage is philanthropic. At its purpose is to reserve what is intrinsic for the betterment of future generations. Because a previous generation tried
to preserve their cultural heritage. We can build upon their learning and make advancement to benefit to our society. Remember, subscribe to see the next video. Thank you. Chào các bạn. Hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn về một đề tài của di sản văn hóa. Một ví dụ về di sản văn hóa là gì? Di sản văn hóa có thể là hữu hình hoặc vô hình. Ví dụ về di sản văn hóa hữu hình bao gồm quần áo, truyền thống, công cụ, tòa nhà, tác phẩm, nghệ thuật, tượng đài và phương thức vận chuyển. Di sản văn hóa phi vật thể đề cập đến những thứ không phải là vật chất nhưng tồn tại về mặt trí tuệ. Di sản văn hóa có ý nghĩa là gì? Di sản văn hóa là sự thể hiện với lối sống được phát triển bởi một cộng đồng và được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, bao gồm phong tục, tập quán, địa điểm, đồ vật, biểu hiện nghệ thuật và giá trị. Di sản văn hóa thường được thể hiện là di sản văn hóa phi vật thể hoặc hữu hình. Các loại di sản văn hóa là gì? Di sản văn hóa có thể được phân biệt thành 3 loại: môi trường xây dựng, tòa nhà, cảnh quan, di tích thảo cổ, môi trường tự nhiên, cảnh quan nông thôn, bờ biển và bờ biển di sản nông nghiệp. Về hiện vật, sắt và tài liệu, đồ vật, hình ảnh. Làm thế nào chúng ta có thể bảo tồn di sản văn hóa của chúng ta? Thứ nhất, ngăn chặn bản thân những người khác viết ngoạc ngoạc trên tường. Thứ hai, tham gia vào các ổ địa sắt thường xuyên. Thứ ba, là một phần của sáng kiến áp dụng di sản. Thứ bốn, truyền bá nhận thức xung quanh về những di tích này và tầm quan trọng của chúng. Tại sao chúng ta cần bảo vệ di sản văn hóa của mình? Văn hóa và di sản của nó phản ánh và định hình các giá trị, niềm tin và khát vọng, từ đó xác định bản sắc dân tộc của mỗi người. Điều quan trọng là phải bảo tồn di sản văn hóa của chúng ta, bởi vì nó giữ cho sự toàn vẹn của chúng ta như một dân tộc. Làm thế nào để thể hiện di sản văn hóa phi vật thể? Di sản văn hóa phi vật thể có nghĩa là thực tiễn, biểu diễn, biểu hiện, kiến thức, kỹ năng, cũng như các công cụ, đồ vật, đồ tạo tác và không gian văn hóa liên quan mà cộng đồng, nhóm, trong một số trường hợp cá nhân nhận ra là một phần của di sản văn hóa của họ. Tại sao chúng ta cần bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể? Bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể là việc chuyển giao kiến thức, kỹ năng và ý nghĩa. Như đã nêu trong công ước, chỉ có di sản văn hóa phi vật thể được cộng đồng công nhận là của họ, và điều đó mang lại cho họ ý thức về bản sắc và tính liên tục mới được bảo vệ. Tổ chức nào được giao nhiệm vụ bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể? UNESCO, Công ước về bảo vệ các di sản văn hóa phi vật, là một hiệp ước UNESCO thông qua bởi hội nghị UNESCO chung về ngày 17 tháng 10 năm 2003. Quy ước có hiệu lực vào năm 2006 sau 30 văn kiện phê chuẩn bởi UNESCO quốc gia thành viên. Di sản văn hóa hình là gì? Hữu hình là gì? Di sản văn hóa hữu hình. Di sản phi hữu hình bao gồm các tòa nhà, các địa điểm lịch sử, di tích, hiện vật, v.v. được coi xứng đáng để bảo tồn trong tương lai. Chúng bao gồm các đối tượng có ý nghĩa đối với khảo cổ học, kiến trúc, khoa học hoặc công nghệ của một nền văn hóa cụ thể. Các mối đe dọa của di sản văn hóa là gì? Có rất nhiều rủi ro và nguy cơ đe dọa di sản văn hóa như chiến tranh và xung đột chính trị, sắc tộc và tôn giáo, cướp bóc, trộm cắp, xuất nhập khẩu bất hợp pháp, buôn bán bất hợp pháp di sản văn hóa, suy thoái, bỏ bê, phá hủy hoặc thay đổi di sản, ô nhiễm và biến mất. Ý nghĩa của di sản văn hóa là gì? Việc duy trì và quản lý địa điểm di sản có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ môi trường, tạo ra các cộng đồng sôi động và duy trì nền kinh tế địa phương. Các địa điểm di sản cũng góp phần vào chất lượng cuộc sống và bản sắc văn hóa của cộng đồng chúng ta. Bảo tồn di sản văn hóa là gì? Khái niệm di sản văn hóa là cốt lõi từ thiện, vì mục đích của nó là bảo tồn những gì thuộc về bản chất để cải thiện thế hệ tương lai.
vì sự lựa chọn của các thế hệ trước để bảo tồn di sản văn hóa của họ. Chúng ta có thể dựa trên sự học hỏi của họ và tiến bộ để mang lại lợi ích cho tất cả các xã hội. Nhớ subscribe để xem video kế tiếp. Cảm ơn.